Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Yêu Lan của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một mặt hoa dendro chớp nghịch cũng khá là đẹp. Thì cái mặt hoa dendro chớp này được mang tên là cây chớp AB VIP nha các bạn. Sở dĩ người ta gọi cây AB này là AB VIP là cái cây AB này sổ ra hai mặt hoa nha các bạn. Thì cái mặt hoa mình sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay là mặt hoa AB VIP. Nó có mặt hoa và cái màu sắc nó đẹp và bắt mắt hơn cái cây AB chớp thường. Thì sau đây mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn cái mặt hoa AB chớp VIP nó khác gì với cái mặt hoa AB chớp thường nha các bạn. Và sau đây mình xin mời quý cô chú, anh chị và các bạn mình cùng xem video cùng kênh Yêu Van của mình nha. Và đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cây AB chớp VIP nha. Thì cái hoa của mình thì cũng sắp tàn rồi, không biết là vườn mình nuôi không đạt hay sao mà cái nụ trên thì nó chưa nở, nhưng mà cái phần cái cánh dưới hoa nó đã tàn rồi. Thì cái những cái hoa ở giữa thì nó đang nở rất là căng và đẹp nha các bạn. Thì như giới thiệu lúc nãy thì cái mặt hoa AB này nó có mặt hoa AB chớp thường và AB chớp nghịch. Thì mình trên màn hình mình cũng có đính kèm cái mặt hoa AB chớp thường cho các bạn để dễ phân biệt nha. Thì cái mặt hoa AB chớp thường như hình mình đính kèm thì nó có phần màu ở ngoài nè, và nó màu vàng nha các bạn. Và cái mặt hoa AB chớp VIP của mình thì ở bên ngoài nó màu trắng. Đây, màu trắng rất là đẹp nha các bạn. Đó, hai màu nó khác biệt. À, các bạn có thể nhận thấy cái hình đính kèm của mình và cái clip mình đang quay ha. Đó, sở dĩ là nó có hai cái tên là vậy. Thì hai cái mặt hoa AB chớp thường và AB chớp VIP đều là những mặt hoa chớp nghịch nha các bạn. Đối với cái mặt hoa AB chớp VIP thì cái phần chớp nghịch ở bên trong rất là sâu. Đây các bạn thấy là nó chớp rất là sâu nha các bạn. Rất là đẹp. Về phần thân vá của hai cây này thì nó cũng giống nhau thôi, nó không khác gì nhau. Vá thì rất là cứng nha các bạn. Cây này thì cũng khá là dễ trồng, nhưng mà thân vá của nó thì không được cao nha các bạn. Thì nó chỉ tầm khoảng 30cm trở lại thôi, nó không được cao. Nhưng mà đặc biệt là rất là dễ trồng. Đây các bạn thấy là cái chậu của mình phát triển rất là nhiều thân nha các bạn. Nó cũng rất là nhanh sinh sôi và nảy nở. Quay về mặt hoa thì cái cây AB chớp VIP này nó có cái tông màu trắng làm nền và cái phần chớp là màu hồng nha các bạn. Một màu rất là dịu nhẹ, thích hợp cho những chị em phụ nữ nào mà mình phải sưu tầm cái màu mà dịu dàng xíu thì rất là đẹp. Thì cái cây AB chớp VIP này khi mà mới nở thì cái phần ngoài của cái hoa thì nó đã màu vàng nha các bạn. Nhưng mà sau khoảng chừng 2 ngày lúc mà hoa nó đã căng á thì hoa bắt đầu chuyển sang hoàn toàn màu trắng nha các bạn. Thì nó khác với cây AB thường của mình. Thì lúc mà mới nở và khi căng hoa thì cái phần tông nền chính của nó là màu vàng và bên trong vẫn chớp màu đỏ nha các bạn. Thì cái phần AB chớp VIP và AB chớp thường nó phân biệt cũng khá là dễ dàng. Và cái AB chớp VIP thì nó có sự khác lạ về màu sắc so với cây AB chớp thường nha các bạn. Về phần khuôn hoa thì cái khuôn hoa AB chớp VIP cũng khá là tròn nha các bạn. Cánh hoa thì cũng khá là khít, không thưa lắm. Nhưng mà về bố trí hoa thì cái hoa của AB chớp VIP thì nó không được khít lắm. Các bạn thấy là những cái hoa của AB chớp VIP trên một vườn hoa thì cũng không có chặt chẽ lắm nha các bạn. Nó khá là thưa, nên một cái vòi hoa tuy là nó khá là dài nhưng mà hoa thì cũng chỉ có khoảng chừng 6 tới 7 hoa thôi. Nên những anh em mà chơi hoa thì cũng cân nhắc cái chuyện này. Mình hoa thì nó không được rộ lắm nha các bạn, không được nhiều. Nhưng mà bù lại thì cái hoa của AB chớp VIP thì chớp rất là sâu và màu sắc thì cũng khá là sáng. Và đặc biệt là cái hoa này nó đổi màu nha các bạn. Đây các bạn nhận thấy là hai cái màu hoa lúc mà mới nở và nở căng nó hoàn toàn là khác nhau nha các bạn. Một phần là tông nền màu vàng và một phần là sau 2 ngày nở hoa thì nó sẽ chuyển 100% qua màu trắng nha các bạn. Rất là đẹp và rất là thú vị.
Về phần giá cả thì cây AB chớp VIP này giá cũng hết sức là bình dân. Thường thì mình chia sẻ với các bạn mới tập chơi, mình có thể tách chiếc, như một thân này mình tách chiếc thì giá khoảng chẳng 300-400 ngàn thôi. Còn anh em nào mà thích chơi nguyên chậu vậy nè, thì đang chậu đang hoa thì mình có thể chia sẻ nguyên chậu này rất là lùm, chậu nguyên zin nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ với giá là khoảng 1,5 triệu tới 1,8 triệu thôi. Phí ship mình sẽ bao ship luôn cho các bạn. Giá cũng hết sức là phải chăng, dành cho anh em nào mà mới vừa tập chơi dendro chớp, hoặc là các bạn mà thích chơi chậu nhỏ hơn, 2-3 thân mà cây đã bám chậu rồi thì mình cũng có luôn nha các bạn. Thì các bạn có thích cái mặt hoa này, thấy cái màu sắc của nó biến đổi như thế này, thấy đam mê sưu tầm thì có thể liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại bên dưới màn hình, hoặc là EB mình qua số Zalo thì mình sẽ gửi hình ảnh và tư vấn giá cho các bạn nha. Và sau đây mình cũng xin mời quý cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan trên khắp cả nước mình cùng ngắm nhìn và thưởng thức lại cái mặt hoa AB chớp VIP này nha. Và cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã nhín tí thời gian để theo dõi video cùng kênh yêu hoa lan, và đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký để kênh ngày hoàn thiện hơn nha các bạn. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn.